Mới đây, Hội Đông y Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học hướng dẫn phòng và điều trị bệnh sốt xuất huyết bằng phương pháp Đông y và Tây y kết hợp. Theo đó, y học cổ truyền xếp bệnh sốt xuất huyết vào nhóm ôn bệnh. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiệt tà tác động vào vệ, khí, dinh, huyết. Nhiệt độc tấn công vào phần vệ khí gây sốt cao, vào phần dinh gây bàn trần, sung huyết và phần huyết gây xuất huyết. Bệnh ở giai đoạn nặng có thể chuyển thành chứng quyết, nhẹ là nhiệt quyết. Tương đương với sốc nhẹ, nặng là hàn quyết, tương đương với sốc nặng. Nguyên tắc điều trị cơ bản của y học cổ truyền là thanh nhiệt giải độc, lương huyết, chỉ huyết. Thanh nhiệt giải độc nhằm loại trừ nguyên nhân, nhiệt độc. Lương huyết chỉ huyết nhằm làm mát huyết, đưa huyết về trạng thái bình thường và để cầm máu. Tiến sĩ bác sĩ Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y Dược học Dân tộc, Phó Chủ tịch Hội Đông y TP.HCM cho biết, y học cổ truyền rất hiệu quả trong điều trị sốt xuất huyết dengue ở giai đoạn sớm của bệnh, giúp hạn chế bệnh chuyển thành mức độ nặng, bệnh nhân chóng bình phục sức khỏe, giảm chi phí điều trị, góp phần phòng chống dịch sốt xuất huyết dengue hiệu quả. Ở giai đoạn nhiệt tấn công vào phần vệ và khí, có thể dùng các bài thuốc có tác dụng thanh nhiệt, sinh tân, dễ tìm kiếm có tác dụng điều trị sốt, mất dịch, làm giảm các triệu chứng của sốt xuất huyết. Ở giai đoạn nhiệt tấn công vào phần dinh và huyết, tức là giai đoạn nặng, hay nói cách khác, sốt xuất huyết dengue có dấu hiệu cảnh báo hoặc sốt xuất huyết dengue nặng, cần điều trị bằng y học hiện đại. Tuy nhiên, có thể lựa chọn các bài thuốc bổ dưỡng phối hợp điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, các triệu chứng của sốt xuất huyết rầm rộ trong 3 ngày đầu, nhưng ít biến chứng nặng với các biểu hiện sốt cao liên tục, đau đầu, mỏi người dữ dội, nôn, tiêu chảy. Điều trị chủ yếu bằng cách hạ sốt với paracetamol, liều lượng 10-15mg trên 1kg một lần, sử dụng thuốc 3-4 lần một ngày, lau mát bằng nước ấm khi sốt cao, bù dịch bằng đường uống, ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu, tránh thức ăn, thức uống có màu đỏ, đen và nâu. Ở giai đoạn này, có thể phối hợp nhiều biện pháp hạ sốt, do sốt thường rất cao, uống thuốc và hết thuốc lại sốt. Trong đó có kết hợp đông y, tây y để tránh lạm dụng thuốc hạ sốt paracetamol có thể gây ngộ độc thuốc. Bác sĩ Cấp cũng nhấn mạnh, không cạo gió, cắt lể châm cứu, không dùng aspirin, ibuprofen để hạ sốt và không truyền dịch nếu còn bù dịch được bằng đường uống. Ở giai đoạn phục hồi, theo tiến sĩ bác sĩ Trương Thị Ngọc Lan, bệnh nhân chủ yếu nghỉ ngơi. Người bệnh có thể dùng thêm các thuốc y học cổ truyền có tác dụng bổ khí, bổ huyết, bổ âm, giúp nâng cao thể trạng và nhanh phục hồi sức khỏe. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp lưu ý, từ ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, sốt bắt đầu lui nhưng có thể có diễn biến nặng nên người bệnh không được chủ quan. Theo đó, người bệnh cần phải tự phát hiện các dấu hiệu diễn biến nặng và theo dõi sát các dấu hiệu cảnh báo, đánh giá hàng ngày qua biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm để phát hiện các diễn biến nặng. Người bệnh cần nhập viện cấp cứu ngay nếu có dấu hiệu cảnh báo. Các dấu hiệu cảnh báo trên lâm sàng xuất hiện ít nhất một trong các dấu hiệu sau: vật vã, lừ đừ, ly bì, đau bụng nhiều và liên tục hoặc tăng cảm giác đau vùng gan, nôn nhiều trên 3 lần một giờ hoặc nhiều hơn 4 lần trong vòng 6 giờ, xuất huyết niêm mạc, chảy máu răng, mũi, lợi, nôn ra máu, đi ngoài ra máu, xuất hiện âm đạo hoặc tiểu máu đại thể, tiểu ít. Đối với trẻ nhỏ, đưa đến bệnh viện ngay nếu có các dấu hiệu sau: đau bụng, bứt rứt, lăn lộn, chảy máu cam, máu răng, ói ra máu, đi tiêu phân đen, tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, ăn uống kém hoặc bỏ bú. Theo tiến sĩ bác sĩ Trương Ngọc Lan, hiện vẫn còn một số người lạm dụng y học cổ truyền điều trị trong tất cả các giai đoạn. Người dân còn lạm dụng truyền dịch, đặc biệt ở các vùng nông thôn. Do đó, tiến sĩ Ngọc Lan nhấn mạnh, trong giai đoạn đầu bệnh ưu tiên điều trị tại nhà, bổ trợ tăng cường sức khỏe và dùng một số bài thuốc nam. Khi có dấu hiệu cảnh báo nặng, phải điều trị tại bệnh viện. Bởi vậy, điều quan trọng là cần phải phân biệt các giai đoạn của sốt xuất huyết, theo dõi và ứng dụng điều trị phù hợp, tránh lạm dụng thuốc y học cổ truyền. Đặc biệt, người bệnh không nên xông hơi, cạo gió sẽ tăng nguy cơ bị mất nước làm nặng thêm bệnh. Với những thông tin của báo Sức khỏe và Đời sống, mong rằng quý vị và các bạn có thể tự tìm cho mình được những tư vấn hữu ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chuyên mục Khỏe đẹp. Quý vị đừng quên theo dõi kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế.